bài vẽ toàn quốc đợt xịn sò nhất.
chúng ta đã vừa coi xong là những cái lô bài trong cái đợt chấm cuối cùng của chương trình chấm bài vẽ toàn quốc rồi nha các bạn nha. Thì ở cái đợt cuối cùng này nè, thì tập trung tất cả các bài của tất cả các bạn vẽ rất là tốt. Có những bạn là idol luôn đó. Cho nên là thầy thấy được là gọi là cái sự gọi là góp vui cho chương trình một cách rất là nồng nhiệt. Thầy cũng rất là vui cho điều này. Và các bạn hỏi Dân là vậy những cái lô bài cũ thầy có để lại hay không thầy? Dân sẽ cho các bạn xem là cái góc dành riêng cho những cái bài toàn quốc mà các bạn từ khắp nơi gỡ về nha. Đó các bạn thấy không? Các bạn để ý nè, từ cái đợt thấp nhất là cái đợt ở đây là số 1. Cứ mỗi màu sắc như vậy nè các bạn là 18 đến 20 tờ cho một video ngắn để show bài các bạn á. Mà cứ gì mình cho trung bình là 18 tờ thôi ha. Mà các bạn đếm lên nè, coi bao nhiêu nát nha. Đó, đếm lên cho tới thời điểm này là rất là nhiều các bạn, cực kỳ nhiều luôn. Cộng thêm hả cái lô bài của đợt cuối cùng này nè các bạn là gần hả 300 tờ. Các bạn có tưởng tượng nổi không? Chương trình tạo ra coi như là một cái sân chơi cho tất cả các bạn thôi. Cho nên là cảm ơn các bạn đã gỡ bài về cho năm 2024 năm nay ha. Và chúc các bạn luôn luôn cháy hết mình với đam mê, cũng như là có dịp năm sau Dân sẽ tổ chức tiếp để cho các bạn cùng giao lưu nha. Và cuối cùng thì Dân mong các bạn là cho Dân một cái lượt đăng ký kênh cũng như là một cái lượt bình luận. Cảm ơn các bạn nhiều lắm nha. Yêu mọi người.